Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ làm thử thách đánh những con cấp cao hơn mình. Vì tập trước mình cấp 57 rồi. Đây, giờ mình sẽ xử lý từng con một nha, con này hồi máu luôn rồi. Dùng giỏi luôn mình mà đấm mất nhiều đam lắm luôn á. Mình nâng cho nó có... Nó hơi chịu mạnh lắm, các bạn không biết được đâu. À, mình có cách này nè. Đứng ở ngoài tường này nè. Với lại đây không thể đánh được mình là một nè. Rồi chết rồi đó. Sẽ thấy được số vận sinh mạng của mình rồi đó. Ui. Đây là nhiệm vụ đánh boss nha. Đây là nhiệm vụ đánh quái thường à. Con này cấp đấm nãy tới giờ mà chẳng máu vàng mà sao ta. Đấm nãy giờ. Rồi máu đỏ rồi các bạn ơi, gần được đam rồi đó. Gần mở được chiêu cột lửa rồi. Mình đang ít chục kiếm lắm, dùng vỏ tân. Mình đánh rồi được rồi đó. Ơ vẫn chưa được là sao? Rồi cột lửa. Mạnh dữ à. Quả gì cầu thông thạo 100 lần à. Giờ mình đi xử lý con này là một nè. Còn mình ăn ít cho kiếm lắm. Giờ coi chỉ số coi sẽ ra sao. Rồi còn kiếm mình ăn có 5 mà. Thầm thử mình ăn kiếm mình năng tận 18 thôi. Đánh con này lần trước ẹt cấp 58 của mình được cây kiếm cả ngục nhưng bị mẹ mình xóa rồi. Ẹt đó đang ăn chi két mạnh hơn cha lửa cấp 1000 lần. Mạnh hơn cả chế băng nữa mà. Con này chiến lắm, dùng cả kiếm cả ngục mà. Mình có cưa cá mập rồi, cưa cá mập mạnh hơn kiếm quẻ ngục, ẹt nó ngon lắm. Ủa giữa bạn, đang đánh giữa chân mà. À thì ra là đánh Doflamingo à. Ăn chứ băng nè. Không có chém cho một cái là đau lắm đó. Muốn tôi hợp sức ư. Rồi bớt đá nhờ. Nếu vậy tôi giành quái của bạn. Hà đánh trượt bạn ơi. Tôi cười à. Rồi dùng thương băng rồi kìa. Giờ mới tới lúc dừng thương băng kìa.
Thường nào mở khóa. Ui rồi, được rồi đó, ngon rồi đó. Rồi giờ mấy con quái ở đảo sa mạc không còn có thể đánh được mình nữa rồi.